Thông tin từ một trường trung học cơ sở Châu Đức, Vũng Tàu cho biết, một giáo viên dạy môn công nghệ đã bị nhà trường cho là bảy kiểm điểm vì phạt lớp của mình 21 điểm 0 vào sổ. Và hãy cùng Vesni chúng mình tìm hiểu thêm về sự việc này nhé. Cụ thể thì nữ giáo viên cho học sinh lớp 8A6 làm bài kiểm tra 15 phút môn công nghệ. Kết quả thì 33 trên 34 học sinh của lớp bị điểm dưới trung bình, chỉ có một em là đạt điểm 10. Trong đó thì 21 bài là điểm 0. Ngoài lớp 8A6 thì có rất nhiều học sinh bị điểm 0, còn lớp 8A4 thì có 14 trên 31 em điểm dưới trung bình là 7 điểm 0. Lớp 8A5 thì có 17 trên 31 học sinh dưới điểm trung bình. Bản điểm này đã được cô giáo T đưa lên hệ thống mạng giáo dục Việt Nam VNU. Giải thích cho điều này thì cô nói đã dặn đề cương cho học sinh ôn tập để kiểm tra trước một tuần, nhưng do các em không học bài nên dẫn đến điểm thấp. Một số em xem thường bộ môn, nói công nghệ là môn học phụ nên không chịu học bài mà còn ỷ lại xem bài bản, học các môn toán, tiếng Anh trong lúc học tiết công nghệ. Khi học trên lớp thì nhiều em đã lơ là nên điểm kiểm tra không làm được, do đó thì bị điểm 0. Trao đổi với lãnh đạo nhà trường thì được biết lỗi của cô T là đưa bảng điểm lên hệ thống VNU nhưng không thông qua nhà trường. Việc một lớp có quá nhiều học sinh điểm dưới trung bình thì giáo viên phải báo cáo về nhà trường để có hướng khắc phục, giáo viên phải thay đổi cách dạy cho phù hợp. Về hướng giải quyết thì ngày 9 tháng 2, ban giám hiệu nhà trường trung học cơ sở Châu Đức đã họp với phụ huynh học sinh lớp 8A6. Phụ huynh học sinh rất đồng tình với cách xử lý của lãnh đạo nhà trường là đã họp để kiểm điểm cô T về việc không thông báo cho lãnh đạo khi điểm bài kiểm tra có quá nhiều điểm không. Nhà trường đã phân giáo viên khác dạy môn công nghệ cho lớp 8 từ học kỳ 2 để tránh áp lực cho học sinh, đồng thời thì chuyển cô T phụ trách phòng thiết bị thực hành của nhà trường. Và còn các bạn nghĩ sao trước cách phạt này của cô giáo môn công nghệ thì hãy cho SN chúng mình biết nha. Và chúng mình là SN, mọi người đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.